Bên cạnh món gà Tây bỏ lò và đùi lợn muối thì súp kem hạt dẻ là một trong ba món ăn không thể thiếu trên bàn ăn các nước phương Tây trong các ngày lễ Tết. Dịp cuối năm cũng là lúc hạt dẻ thơm, béo và bùi nhất. Vì thế, các món ăn chế biến từ hạt dẻ trong thời gian này cũng ngon nhất. Như các bạn biết, Giáng sinh thì có món đùi lợn muối bỏ lò, sốt mù tạt và món gà Tây. Thì ngoài hai cái món ăn đấy ra thì còn một món cũng không thể thiếu, đó là cái súp kem hạt dẻ. Như các bạn biết thì cái súp kem hạt dẻ thì thường là nó có mùa mà nó chỉ có vào mùa đông thôi. Cho nên là, chứ không phải là quanh năm lúc nào cũng có. Cho nên là cái mùa Giáng sinh thì người ta sẽ dùng cái hạt dẻ rất là nhiều. Ví dụ như là người ta sẽ dùng hạt dẻ hầm với cả thịt bò hoặc hầm với thịt gà hoặc hầm với cả đùi lợn. Nhưng cái súp kem hạt dẻ thì lại khác, tại vì là nó là những cái món ăn khai vị mà truyền thống của cái ngày Giáng sinh cũng như là ngày Tết Dương lịch. Nên là cái súp kem hạt dẻ này thì nó cũng rất là đơn giản mà người châu Âu người ta hay sử dụng. Thứ nhất là hạt dẻ, thứ hai là bột mì, thứ ba là kem, thứ tư là sữa. Và ngoài ra thì dùng các cái gia vị phụ để cho vào để cho nó lên được các cái vị để ngon miệng cho người ăn, thì người ta sẽ dùng bột gà, muối và đường. Những cái này thì nó rất là thông dụng. Và khi mà các bạn làm súp kem hạt dẻ và các bạn mua súp kem hạt dẻ về để hạt dẻ về để nấu súp thì các bạn cũng nên lưu ý cách chọn lựa cái hạt dẻ như thế nào cho nó tốt. Ví dụ như các bạn sẽ chọn những cái hạt dẻ làm sao nó có độ bóng và nó có màu lâu và có độ bóng tốt. Và ngoài ra ở cái phần núm của cái hạt dẻ đổ xuống thì nó có một cái phần các bạn nhìn thấy nó có những cái lông tơ rất là giống lông con chuột. Cái lông đấy nó phải có tuyết và nó phải có độ bóng và không bị rụng, thì có nghĩa là cái hạt dẻ đấy tươi. Còn những cái hạt dẻ mà nó đã bị xỉn màu và rụng hết cái lông đấy rồi thì cái hạt dẻ đấy là người ta thu hoạch cũng khá lâu rồi. Và khi mà thu hoạch khá lâu như thế thì cái trường hợp xảy ra là hạt dẻ bị mốc hay là bị thối bên trong thì chắc chắn sẽ xảy ra. Thì cái điều đấy thì là không thể nào nói trước được. Cho nên khi chúng ta chọn hạt dẻ thì các bạn nên chọn những cái mà lưu ý như là tôi nói là độ bóng sáng của hạt dẻ và cái lông ở cái phần quả hạt dẻ đấy nó phải mịn và nó có tuyết bóng lên thì là đấy là hạt dẻ tươi. Và khi mà hạt dẻ tươi thì cái phần bị thối bên trong và bị mốc bên trong gần như là không có. Đấy là vì nó mới thu hoạch. Về cách chế biến súp kem hạt dẻ thì nó cũng không khó. Thứ nhất là khi hạt dẻ chúng ta mua về là hạt dẻ tươi thì chúng ta lưu ý một điều là không luộc, không rang, không bỏ lò, không làm gì cả. Mà chúng ta sẽ dùng dao chúng ta gọt cái phần hạt dẻ, cái vỏ hạt dẻ ở ngoài. Khi hết cái phần hạt dẻ, cái vỏ cứng ở ngoài thì nó sẽ có một cái vỏ giấy giống như cái vỏ lạc. Thì chúng ta sẽ lấy dao, chúng ta sẽ cắt cái phần vỏ giấy đấy đi thì nó sẽ ra cái hạt dẻ là màu trắng ở bên trong. Vì nếu như mà các bạn không làm sạch cái vỏ giấy đấy đi thì cái hạt dẻ nó sẽ có vị chát mà nó không được béo. Cho nên là chúng ta phải hết sức chú ý cái chuyện đấy. Và khi chúng ta gọt, chúng ta đã lấy được cái nhân hạt dẻ rồi thì chúng ta phải thái mỏng ra và chúng ta xào với bơ, cùng với bột mì, cùng với nước dùng hoặc sữa tươi. Và sau đấy chúng ta cho vào cồn xay sinh tố, chúng ta xoay thật nhuyễn. Và ra thì chúng ta sẽ lên nếm gia vị và kem tươi. Và chúng ta đã có một cái món súp kem hạt dẻ rất là bổ dưỡng và ngon. Cái thời gian đun nấu hạt dẻ này thì các bạn không cần phải lưu ý gì, chỉ có là khi mà các bạn cho kem tươi vào thì các bạn cần phải lưu ý là khi súp của các bạn đã đạt yêu cầu về độ mặn, độ ngọt và thì các bạn phải tắt lửa đi, các bạn mới cho kem tươi vào. Vì kem tươi nếu như mà đun ở nhiệt độ cao trong một cái thời gian nào đấy thì nó sẽ bị tách và nó mất béo. Nên khi mà chúng ta sử dụng kem tươi ở trong các món ăn thì chúng ta nên chú ý về cái nhiệt độ. Cái hạt dẻ này thì những ai mà bị bệnh tiểu đường thì không nên sử dụng nhiều, vì cái lượng đường trong hạt dẻ cũng như cái chất tinh bột tạo đường trong hạt dẻ thì rất là cao. Nên là khi mà những người mà bị tiểu đường thì sử dụng thật ít. The morning seems so gray, so unlike
yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year.